Máy ép cảm viên Tekio TK180 được thiết kế dạng trục đứng, đây là công nghệ mới hiện nay. Nối trực tiếp trục ép với motor máy, không cần sử dụng nối qua dây co doa. Sử dụng quả lô đèn hiền và ép các loại nguyên liệu thô thành dạng bột, nén xuống lỗ sàng thành viên cám, sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Nguyên liệu thường là các loại cám ngô, khoai, sắn, lúa, gạo, đậu tương, với kích thước viên 3, 4, 5mm. Máy thích hợp dùng cho các trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, hộ gia đình. Máy được thiết kế gọn, dễ sử dụng, phù hợp lắp đặt ở mọi nơi. Máy có công suất động cơ 3.5 kW, 4.5 HP. Nguồn điện 1 pha 220V. Tốc độ động cơ 1450 vòng trên phút. Năng suất đạt 120 đến 180 kg/giờ. Lưu ý khi sử dụng máy ép cảm biên Tekio TK180, sử dụng máy trên nền đất bằng phẳng giúp khả năng làm việc của máy sẽ tốt hơn. Kiểm tra nhớt của máy và chăm thêm khi cần thiết. Không bỏ các vật quá cứng, nhọn vào trục máy khi đang hoạt động. Khi sử dụng xong nên vệ sinh máy và nhất là sàng, để tránh khi sàng khô sẽ nghẹt. Thường xuyên kiểm tra trục quay và con lô của máy.